Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả đang trở lại với chương trình VNTV Cooking Show. Hôm nay Phương Quỳnh xin đem đến một món chay nữa cho quý vị. Mà nếu là người Việt Nam thì món này rất là quen thuộc với chúng ta rồi, đó là nấm kho chay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Để nấm kho chay thì cái vật liệu chính của mình là nấm, mà thường quý vị thấy là mình kho bằng nấm rơm. Thì ở đây là Phương Quỳnh có nấm rơm. Mình có thể mua nấm rơm tươi hoặc nấm rơm ở trong hộp. Cái nào tiện cho mình thì mình có thể mua. Mà quý vị mua nấm rơm tươi hoặc nấm rơm đông hộp cũng vậy, là về nhớ rửa sạch cho Phương Quỳnh nha. Tại vì nhiều khi nấm rơm nó có rất là nhiều đất, cho nên mình rửa sạch mình sẽ có một tô nấm rơm như vậy. Còn nếu mà quý vị nào quen thuộc với những cái món cooking show của Phương Quỳnh kỳ trước, thì ở đây Phương Quỳnh có thêm một cái tô nấm trắng này, là cái gọi là King Oyster Mushroom. Phương Quỳnh bỏ thêm cái này vô là tại vì khi mà mình ăn cái này nó có cái độ dai đó, cho nên là Phương Quỳnh rất là thích ăn cái nấm này. Mà nếu mà quý vị nào theo dõi những cái món chay kỳ trước á, thì quý vị cũng biết là món nào Phương Quỳnh cũng xài cái nấm này hết nha. Rồi nếu mà nấm kho chay thì cái để nên mình kho với nấm là mình sẽ có nước tương. Thì ở đây Phương Quỳnh có một chai nước tương và mình sẽ kho nước tương với đường. Thì cái hỗn hợp mà Phương Quỳnh làm sẵn ở đây rồi đó là Phương Quỳnh sẽ bỏ 2 muỗng nước tương và 1 muỗng đường. Tức là cái lượng nước tương sẽ gấp đôi cái lượng đường. Đó là theo cái khẩu vị của Phương Quỳnh. Quý vị nào muốn ăn mặn hơn hay là ngọt hơn thì mình có thể gia giảm, với lại tùy cái loại nước tương mà mình lựa nữa. Có nhiều loại nước tương nó sẽ mặn hơn những cái loại nước tương khác thì mình sẽ cần nhiều đường hơn. Nhưng mà đối với cái chai nước tương Phương Quỳnh đang có thì là 2 nước tương và 1 đường. Khi mà nhắc đến nước tương thì Phương Quỳnh lưu ý quý khán thính giả là có một số loại nước tương là người ta làm bằng xương bò để người ta làm thành cái cốt của nước tương, cho nên quý vị nếu mà ăn chay là mình để ý dùm, là mình đọc cái thành phần của nó để chắc chắn là có thể mua được cái chai nước tương ăn chay được. Hoặc là có một số nước tương ở ngoài chợ người ta bán, người ta có kêu là nước tương ăn chay, là quý vị có thể mua cái đó về và không cần đọc thành phần của nó. Rồi ở đây Phương Quỳnh có tỏi tây. Thì quý vị nào ăn chay biết là mình sẽ không xài tỏi hoặc là hành lá hoặc là tỏi hành tím. Thì mình sẽ xài cái này, nó gọi là tỏi tây hoặc là bơ rô đó. Quý vị mua những cái cọng dài như vậy nè, nó bán một cái cây rất là dài. Thì Phương Quỳnh chỉ xài có cái khúc màu trắng ở đây thôi. Rồi mình cắt khoanh ra như vậy nè quý vị, để khi mà mình xào lên thay thế cho tỏi và nó thơm hơn. Và bây giờ nếu mà Phương Quỳnh có làm đồ mặn thì Phương Quỳnh cũng chỉ xài cái tỏi tây này thôi, tại vì Phương Quỳnh thấy là nó thơm hơn. Rồi mình sẽ có tiêu. Tại vì khi mà quý vị ăn nấm kho chay thì quý vị thấy nó hơi cay cay, thơm mùi tiêu. Thì ở đây Phương Quỳnh có tiêu. Và Phương Quỳnh có mấy trái ớt. Quý vị nào muốn ăn thêm cay thì mình có thể cắt ớt nhỏ bỏ vô. Còn nếu mà mình không ăn cay được thì mình đừng bỏ ớt, tại vì tiêu nó cũng đã cay lắm rồi. Và để xào cái tỏi thì Phương Quỳnh có ở đây dầu ăn. Thì ở đây là Phương Quỳnh có cái tổ. Quý vị nào ở nhà không có cái tổ giống Phương Quỳnh đó thì quý vị có thể xài cái nồi cũng được. Nhưng mà Phương Quỳnh kiếm cái tổ này được ở chợ Việt Nam, mình thấy nó cũng dễ thương và cũng hợp với cái món này. Thì mình có thể mua về, mình không xào nấm kho chay cũng được, hoặc là mai mốt mình xào đồ mặn cũng được. Bây giờ Phương Quỳnh sẽ bỏ dầu vào đây. Quý vị có thể nghe được là cái dầu Phương Quỳnh nó đã nóng rồi đó. Là bây giờ Phương Quỳnh sẽ bỏ tiếp cái tỏi tây vào đây. Mình xào cho nó thơm luôn quý vị. Cái này là mình xào cho nó vàng luôn nha. Tại vì khi mà mình bỏ nấm vô á, thường cái nấm nó hơi ướt một tí á, là nó cái tỏi mình nó sẽ không thơm nữa, cho nên mình sẽ xào cái tỏi cho nó thiệt là vàng luôn. Thì trong lúc mà chờ cái tỏi tây của mình mà nó vàng rồi đó, thì nếu mà quý vị nào mua cái tổ giống như Phương Quỳnh đó, là Phương Quỳnh lưu ý là mình sẽ xài một cái đồ bắt tay hoặc là một cái napkin giống như vậy nè, để mình cầm vô hai cái thanh của nó hai bên. Cái này nó không có bắt nhiệt, cho nên Phương Quỳnh bị phỏng mấy lần là Phương Quỳnh có kinh nghiệm rồi quý vị ơi. Cái này nó rất là nóng, mình đừng đụng vào. Mình cứ tưởng là giống như những cái chảo của mình á, là nó cách nhiệt cho mình, nhưng mà cái này nó không cách nhiệt cho mình đâu. Cho nên quý vị đụng vô á, là nó sẽ phỏng liền. Cho nên mình nhớ là có một cái đồ bắt tay kế bên mình để cho mình đừng có bị phỏng. Đó là kinh nghiệm xương máu của Phương Quỳnh, đã bị phỏng rất là nhiều lần rồi. Là cái mình hay quên á, là mình đụng vô một cái là mình bị phỏng liền à. Quý vị nếu mà nhìn vô cái tổ này thì sẽ thấy là Phương Quỳnh bỏ hơi nhiều cái tỏi tây, nhưng mà
Phương Quỳnh thích là tại vì nó rất là thơm mà ăn á quý vị, nó không có bị hôi miệng như ăn cái tỏi thường. Thí dụ mà quý vị nào thích ăn tỏi, mình biết giống như mình ăn xong cái vị nó vẫn còn, rồi khi mà mình đi đánh răng súc miệng rồi nó vẫn cứ còn cái mùi đó, nhưng mà cái này nó không có bị như vậy. À, quý vị nào không thích ăn thì quý vị có thể bỏ ít lại cũng được, nhưng mà tại vì cái nấm thì nó chỉ là đơn thuần nấm thôi thì Phương Quỳnh bỏ thêm cái này nhiều cho nó thơm ngon. Thì bây giờ trong lúc chờ tỏi của Phương Quỳnh vàng thì bây giờ mình sẽ quay lại cái phần nấm. Thì thường là nấm rơm là cái loại nấm mà lúc nào quý vị cũng thấy là người ta kho tộ. Rồi cái này là Phương Quỳnh bỏ vô thêm. Bây giờ Phương Quỳnh đi ngoài chợ đó, Phương Quỳnh có thấy nó bán một cái túi, nó gọi là cá chay, cũng ngon lắm quý vị. Thì quý vị cứ áp dụng cái công thức giống như ngày hôm nay làm, mà thay vì mình làm bằng nấm thì mình sẽ thay bằng cái cá chay. Cái cá chay đó là nó làm giống như những cái miếng đậu hũ, rồi nó bỏ một cái lớp rong biển ở ngoài á, cho nên nó hơi có cái mùi tanh tanh của rong biển, là mình ăn giống như thịt cá vậy đó. Thì quý vị có thể mua cái cá chay đó. Quý vị nào không thích thì mình vẫn trở về cái đơn thuần của mình là nấm. Thì quý vị có hai sự lựa chọn, một là cá chay hoặc là mình xài nấm cũng được. Thì cái công thức của mình cũng y chang như vậy thôi, không có gì khác hết, chỉ khác là mình thay nấm bằng cái cá chay. Như là bây giờ nếu mà quý vị đi ra chợ thì quý vị thấy bán rất là nhiều cái đồ chay, nào là thịt gà chay, rồi tôm chay, rồi cá chay. Nhưng mà Phương Quỳnh vẫn thích nấm hơn, là tại vì có nhiều đồ chay ấy, mình ăn vô mình thấy nó hơi bị bột đó quý vị, cho nên là nó không ngon. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà Phương Quỳnh chọn nấm kho ngày hôm nay thay vì là cá kho, là tại vì có nhiều thứ nó hơi bị bột so với cái khẩu vị của mình ăn. Thì bây giờ cái tỏi của Phương Quỳnh nó bắt đầu nó vàng rồi, là Phương Quỳnh bỏ nấm vô xào cho nó thơm luôn. Cái nấm này khi mà hồi nãy Phương Quỳnh nói với quý vị là quý vị nhớ rửa đó, là rửa xong rồi quý vị nhớ lấy cái khăn giấy như vậy nè, mình chậm 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 cho nó bớt nước đi, tại vì nếu mà mình bỏ nước vô nhiều quá thì nó sẽ làm cái nấm kho của mình bị loãng ra, nó sẽ mất cái vị ngon của nấm đi. Thì mỗi lần mà mình rửa xong đó, mình cứ lấy một cái paper towel như vậy nè quý vị cứ chậm hết trên cái mặt của nấm cho nó khô đi là được rồi. Thì bây giờ Phương Quỳnh sẽ xào cái nấm này chung với cái tỏi tây cho thơm. Cũng như hồi nãy Phương Quỳnh nói là Phương Quỳnh rất là thích ăn cái nấm màu trắng này, cái king oyster mushroom, thì Phương Quỳnh bỏ vô thêm. Quý vị nào mà giống như mình chỉ thích ăn cái nấm rơm thì mình có thể bỏ ra, hoặc là mình thích ăn những cái nấm khác thì mình có thể bỏ những cái nấm khác vô. Cái này là cũng tùy thuộc vào sở thích của mỗi người thôi, mình không có bắt buộc là mình phải xài đúng y chang cái mà Phương Quỳnh đang xài ngày hôm nay. Cái công thức mà Phương Quỳnh chỉ ngày hôm nay là quý vị có thể xài cho những thứ khác mà quý vị muốn kho tộ chay. Thì hồi nãy giống như Phương Quỳnh nói là nếu mà quý vị mua cái cá kho tộ chay đó, thì quý vị sau khi mà cái tỏi tây của cái hành tây của mình, cái tỏi tây của mình nó đã vàng rồi đó, thì thay vì mình bỏ nấm vô thì mình sẽ bỏ cái cá đó vô, giống như là mình cho nó thấm luôn cái gia vị. Bây giờ là nó bắt đầu nó thấm vô rồi, thì Phương Quỳnh sẽ lấy cái hỗn hợp nước tương này bỏ vào. Thì Phương Quỳnh nhắc lại là với cái chai nước tương Phương Quỳnh có là cái lượng nước tương sẽ gấp đôi cái lượng đường, là thay vì 2 muỗng nước tương và 1 muỗng đường, thì quý vị nào có cái tổ lớn hơn thì mình nhân lên là 4 muỗng nước tương và 2 muỗng đường. Đó là theo cái khẩu vị của Phương Quỳnh đã nếm qua rồi. Quý vị nào mà muốn ăn ngọt hơn hay mặn hơn thì mình có thể gia giảm theo sự sở thích của mình. Bây giờ Phương Quỳnh sẽ bỏ cái nước tương vào đây và mình để cho khi nào nó sôi lên. Khi mà nó sôi rồi mình sẽ vặn lửa nhỏ, riu riu cho cái nước tương nó hơi cạn xuống một xíu, là mình bỏ tiêu vô là mình có thể dùng được. Quý vị ơi, bây giờ cái nồi nấm kho chay nó đã sôi rồi và Phương Quỳnh vặn nhỏ lửa và bắt đầu những cái nước tương nó rút. Khi mà nước tương nó rút mà quý vị thấy nó thấm đều với nấm như vậy là được rồi. Thì bây giờ Phương Quỳnh sẽ bỏ vào đây 1 muỗng tiêu. Giống như hồi nãy Phương Quỳnh nói là quý vị nào thích ăn ớt đó, mình có thể cắt cái trái ớt mình bỏ vô. Còn quý vị nào mà không ăn ớt được thì mình bỏ tiêu là được rồi.
Nhưng mà tiêu là quý vị nên bỏ vô, tại vì cái món nấm kho tộ hoặc là cá kho tộ chay, nếu mà thiếu tiêu là nó thiếu mất cái vị ngon rồi. Cái Phương Quỳnh nghĩ là cái tiêu nó chính là cái gia vị mà đem đến cái hương vị rất là đặc trưng cho cái món nấm kho tộ hoặc cá kho tộ chay. Thì đây Phương Quỳnh bỏ tiêu. Quý vị nào thích ăn nhiều tiêu thì mình sẽ bỏ nhiều tiêu, quý vị nào thích ăn ít tiêu thì mình bỏ ít tiêu, nhưng mà quý vị nên bỏ tiêu vô, tại vì cái mùi tiêu nó sẽ giúp cho cái món ăn của mình thêm thơm ngon hơn. Thì cái nấm kho tộ chay này thì không thể nào ăn thiếu với cơm được. Thì ở đây Phương Quỳnh có một đĩa cơm. Bây giờ mình bắt đầu mình trình bày ra đĩa. Để Phương Quỳnh múc cho quý vị coi là cái nấm nó thấm cái nước tương đến khi nào. Quý vị nhớ hồi nãy cái miếng nấm này nó là cái king oyster mushroom, nó rất là trắng. Bây giờ nó đã thấm với cái nước tương rồi. Mà cái nước tương của mình là cái cách mình pha hồi nãy á, là hai nước tương và một đường, là cái vị nó hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt. Cho nên mình ăn vô nó không có bị mặn quá mà cũng không có ngọt quá, mà cái nấm nó là thấm đều vô luôn. Sau khi mà mình múc ra đĩa rồi thì mình nên bỏ một ít tiêu ở trên nữa quý vị, cho nó thêm thơm ngon. Tại vì cái tiêu hồi nãy mà mình bỏ vô cái đó là cái tiêu mà mình nêm thêm thôi. Bây giờ mình bỏ thêm một ít tiêu vào nữa. Bây giờ là quý vị đã có một đĩa cơm với nấm kho. Mà nếu mà quý vị nào có theo dõi chương trình kỳ trước thì quý vị có biết là Phương Quỳnh nấu món nuôi chay, nuôi nước chay. Thì nếu mà cái nước dùng đó quý vị còn dư thì mình sẽ làm thêm một cái chén canh nhỏ này mình ăn thêm với cơm. Quý vị nào muốn coi lại cái món nấu nấu nuôi nước chay thì quý vị xem lại cái video kỳ trước nha. Thì hôm nay là Phương Quỳnh vẫn còn cái chén nuôi nước chay này mình ăn với nấm kho, là mình thành một bữa cơm gia đình rồi, vì vừa có món kho mà vừa có món canh nữa. Như vậy là món nấm kho chay của mình đã hoàn thành, và đây là mình có một bữa cơm gia đình rất là thơm ngon. Phương Quỳnh xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin chào tạm biệt.